Đứng mày mặc áo ba tà. Chúa thì đang chia tay hành hồ. Chia tay hành hồ thấy nhì nhì quá. Chia sát mà cứ phía này thì đang chia tay. Trời ơi nhìn đã trên này con quay đây đi. Trời ơi nhìn đẹp ha, ông này cũng là người Tây nè. Vàng mục dược. Ở cái này nhũ hương chứ hả? Nhũ hương nè. Mục dược nè. Rồi vàng nè. Biết vàng đây hay vàng đây ta? Ở thường thường này hình như nhũ hương phải không? Đây nè, bình hương á ha, chắc vậy. Vàng phải để trong cái rương này chứ ha. Đúng rồi. Ông da đen nè. À, ông da đen nè. Rồi ông da vàng nè. Ông da vàng, ông da trắng nè. Một con cái ông này ông gì đây? À thấy như xe. Trời nãy giờ mình tưởng ông ba vua. Ông thấy như xe nhây chứ sợ. Nên xem làm cái mặt này mắc cười chứ. Coi nè. Nhảy qua đây. Mới người ngạn. Ông này thì nhìn biết nhìn đâu á. Ông này à, ông này nhìn mà hướng này. Ông này nhìn hướng này. Rồi cái mẹ nhìn hướng này. Ông thấy cái xe nhìn hướng này rồi ông này nhìn hướng này. Trời ơi mẹ. Còn Chúa là vui nhất. Chúa hoan hô mỗi người. Mỗi người là một người. Chứ là hạnh hồ là mỗi người quay đi một hướng chẳng quay vào mình. Đây, 26.900.000 để sợ bên kia cũng giống vậy sao. À, bên này cũng giống nhưng mà sao đường này thấy cái to hơn vậy. Đây là đây. Ô hay quá, hai đây mình nói nè. Nó chạy xuống đó xong nó lại tung lên nè. Đó con quay đây nè. Chạy xuống đó lại tung lên theo cái lỗ đó. Nó chạy trên đó xong nó lại bơm lên. Nó thổi lên á. Đã không? Quay không? Có tưởng tượng gì không? Này tạc vào ruột đó. Tạc vào ruột. Này chúa đi xe bốn thì thành một bọn xứ cho bọn gần 27 triệu. Này con quay đây nè. Này kiểu khác ha, hương kiểu khác.